Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả kênh Thám Tử Ẩn Danh, vẫn như thường lệ, vẫn là cái chương trình cà phê sáng. Hôm nay ba anh em chúng tôi không hẹn mà gặp một lẽ thường tình và lại hẹn nhau với chương trình cà phê sáng chủ nhật. Và chủ đề của buổi hôm nay có lẽ xuất phát từ cái niềm đam mê văn thơ, chính trị, xã hội và nhất là môn lịch sử liên quan đến vấn đề mà anh giảng viên Hoàng Anh Khiêm đã dày công nghiên cứu nhiều năm nay, và một phần nào đó liên quan đến vấn đề luật pháp mà chúng tôi đang theo đuổi, tìm ra cái lẽ công bằng của vụ án Bục Cục Cò Voi lại liên quan mật thiết đến những vấn đề nghiên cứu của anh luật sư Bùi Văn Khang. Và hôm nay chúng tôi gặp gỡ cũng xoay quanh chủ đề này. Và hôm nay cái bí mật được anh Bùi Văn Khang sẽ chia sẻ cùng quý vị khán thính giả. Vâng, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi ạ. Vâng, xin mời anh Bùi Văn Khang ạ. Nhưng mà anh Thanh và đồng mà theo dõi của chúng tôi. Thế hôm nay tôi có cái guitar này, đấy. Đấy. Mà cây đàn guitar này là theo tôi ở Trường Sơn về đấy. Bao nhiêu năm rồi nhưng mà nó bây giờ chỉ để kỷ niệm thôi. Đấy, anh thấy không? Làm cái đánh như này. Thấy chưa? Để thấy là cũng có cái tình yêu văn nghệ từ xưa đấy. Cho nên là hôm nay tôi sẽ nói về cái câu chuyện nó dính líu đến văn nghệ. Thế thì bây giờ đầu tiên thì tôi mới nói về câu chuyện tình yêu. Tình yêu ngày xưa thì nó có nhiều cấp độ lắm. Bây cho đến bây giờ mà theo đời tôi ấy thì báo cáo với các anh là tôi cũng đã qua ba giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên ấy là đó, mà khi mà chúng ta bắt đầu ở quân đội về thì mặc quần vá mông vá để mà đi làm ấy, thì tình yêu nó lại như thế này. Em tôi đọc cái tình yêu lúc đó, cái ước mơ của tình yêu là gì, lúc đó là gì: một, yêu anh có may ô; hai, yêu anh có cá khô ăn dần. Anh thấy Vâng. không? Mơ của tình yêu lúc đó nó trong sáng veo veo ấy, mà nó lại còn cứ không thể là bỏ nó được. Từ cái thời ấy là mình có cái tình yêu ấy, nhưng mình luôn nuôi được bốn đứa con. Bây giờ nó đâu, nhà lầu xe hơi nó lại hơn mình nhiều rồi, thế là tốt anh ơi. Vâng. Đấy, cái tình yêu thứ hai là ở cái thời kỳ mà anh có nhớ ông nông thôn đổi mới đấy, bỏ cái khoán như cái đấy, thời kia đổi mới ấy. Thì đâu đâu đổi mới thì cũng xe không lông này chạy rầm rập đấy. Thế thì lại cái tình yêu ấy nó lại ở cái thời kỳ ấy, thì cái thời kỳ nông thôn đổi mới ấy, thì thưa với anh là nó lại cái tình yêu nó lại thế này: một, yêu anh có công nông; hai, yêu anh cõng cái mông em ngồi, bởi vì ngồi trên xe công nông nữa mà không phải đi bộ. Cái thời kỳ thứ hai mà mình ghi nhận được là cái thời kỳ đổi mới là xe công nông nào cũng có, thì coi như các em coi như là sướng rồi, đúng không? Cứ một, yêu anh có công nông là anh em đi là coi như là đứa em chỉ có mát mông người ngồi thôi, không có phải đi bộ nữa. Không phải gánh gồng phân do các thứ linh tinh các kiểu nữa. Xin chào anh nhá. Ông Đó báo là cáo anh này, em vừa nói cái biết anh nghe không, mà cái thời kỳ đầu tiên mà yêu ấy là một, yêu anh có máy ô; hai, yêu anh có cá khô ăn dần. Xong đến cái thời thứ hai ấy, một, yêu anh có công nông; hai, yêu anh làm mát cái mông em ngồi, thế thì cái ngồi đỡ phải không phải gánh gồng. Và thời kỳ bây giờ anh ạ, thì nó lại cũng cũng tình yêu nó lại như thế, xuất phát thế này các anh ạ: là một, yêu anh có ô tô; hai, yêu anh có dù ô che đời. Đấy, tình yêu bây giờ nó nên như thế. Thế cho nên là anh em mình không theo kịp được cái tình yêu này đâu. Thôi thì giữ lấy cái yêu trước thôi. Thế thì vì cái tình yêu công nông ấy mà lúc bây giờ là sau cái công nông phát triển ấy thì nó lại xuống xuống dốc ấy, thì bắt đầu là công nông là toàn đưa vào bán sắt vụn thôi.
khắp nơi. Thế thì các ông công nông là coi như là cũng không còn nữa. Thế thì ở cái thời kỳ ấy thì lúc bây giờ là thấy là dân khổ lắm. Vậy em ấy, em có một cái bài cảm tác hồi ấy là về là thương công nông. Lúc bây giờ thì đọc cho bác với chú nghe nhá. Dạ Lúc bây vâng, giờ là vâng, đấy vâng. giờ đấy, thì mình phải thương công nông thì mình có bài thơ như thế này: thương thay số phận công nông, cày bừa khuya sớm mát mông người ngồi, vào lò tắt bụi nêm trôi, trắng tay người lái một thời công nông. Giải phóng chân đi bằng mông, nào ngờ vai cõng cả đông cả hè, trăm năm quay lại đòn té. Công nông ơi, công nông hỡi, tai nghe lòng buồn, ao làng thành bãi bán buôn, ngợp khu công nghiệp chuồn chuồn bay đi. Công nông đổi mới xe gì cho dân đỡ khổ, vì nhân bài thơ thôi thì tiễn công nông thời kỳ ấy, đi công nông khổ quá này. Hết thời công nông lên ngôi được một ít xong rồi bắt đầu là công nông xuống xuống làm sắt vụn anh ạ. Cho nên là anh em lại nhớ lại mấy cái bài thơ nó ngộ ngộ như vậy để hôm nay thì tấu với ông anh cả để cùng vui trong cái buổi sáng này thôi. Thế thì em nhận xét về tình yêu ba thời kỳ với này, em thương cái công nông như thế thì có được không anh? Anh cho Vâng. em ý kiến Với thằng cho. em út này thì em thấy đúng là nó mộc mạc, nó đơn giản, nó bằng những cái nhìn thấy, sờ thấy và nó hiện hiện ở trước mắt khi cái thời kỳ được gọi là bắt đầu đổi mới, cái gì cũng quý, cái gì cũng thấy là nó giá trị. Nhưng qua từng năm từng tháng và đến bây giờ cái điều đấy nó vào dĩ vãng rồi, nhưng có lẽ cái còn lại vẫn là những cái điều mà chúng ta trân quý dù nó đơn giản nhất. Đấy em nghĩ đơn giản đấy thôi. Kể cả như cái công nông đúng là nó thô thiển thật nhưng vẫn mà là một thời nó giá trị anh ạ. Còn cái cách nhìn của nhà sử học của anh giảng viên Hoàng Anh Khiêm rõ ràng nó phải khác nhiều. Tất nhiên anh phải nhìn qua lăng kính của những bông hoa, nhìn qua lăng kính của mỗi một cái buổi sáng tinh sương anh ngắt những cái bông hoa trong vườn nhà, nó tế nhị lắm, nó thú vị lắm đúng không anh Khiêm? Dạ vâng. Là ngày nào cũng có bông, Anh Khiêm ơi, ngày nào cũng có hoa vâng, để trưng. em có guitar đây nhá, Khiêm ơi, này, thằng em có Rồi guitar bây đây giờ nhá, cái guitar này, em trả ở Trường Sơn xong rồi về đây đó, bây giờ đi vào bảo tàng này, tưởng, vâng, anh giữ được như thế là tuyệt vời đấy anh Khang ạ. thì tôi có một cái phòng đồ cổ quê mà. À vâng. Tôi còn cối giã gạo cối xay có hết rồi. Công ban công của tôi nè. À vâng, đúng là tuyệt vời đấy nhỉ nhà. Sao của anh Khiêm nó lại quay tít đi rồi? Tức là anh ra ban công Anh này cái nhìn vào sóng góc nó Sài yếu Gòn đi. À à. vâng. Không, em ý là Góc Sài ban Gòn này công hôm nay của đã bừng sáng rồi à vâng, đúng này. rồi. Như thế là ánh sáng cuối đường hầm đã bắt đầu le lói kể cả là cái thành phố sầm uất nhất cả Việt Nam và đã bắt đầu hứng khởi. Vâng. Thế xin ý kiến anh cái bài thơ công nông của em. Cuối Nói chung là vẫn là cùng thì công nông khổ. nói về cái xe công mà đấy, nó là cái phương tiện mà khá phổ biến thập niên 80 phải không ạ? Cái thời kỳ đổi mới nông thôn đổi mới anh. Thập niên 80 thì có cái câu tức là ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. À, vâng, nhưng mà em thì lại còn có cái cảm nhận là trước thời kỳ đó nó là trâu đen thì ăn cỏ mà trâu đỏ thì ăn gà, đó là cái thời kỳ mới bắt đầu đi vào sản xuất anh ạ. Nó cũng là một cái tình yêu và cái quý nhất lúc bây giờ anh thanh niên nào mà ngồi được trên cái tractor, tức là tiếng Nga ấy, tractor tức là dùng cho cái máy cày ấy,
Dạ vâng, đó. Cái máy Thời... cắt Vâng, đấy mà cái tractor đấy lúc bấy giờ là nó nhập khẩu từ Ukraine về, nhưng phải qua cái được gọi là bàn giao từ nước Liên Xô, đấy là nước Cộng hòa Liên bang Xô Viết. Nhưng nó xuất phát điểm và là ở trong mọi hoàn cảnh nó là cái công nghiệp nặng của nền sản xuất công nghiệp Liên Xô lúc bấy giờ là ở phía Ukraine. Thế thì lúc bấy giờ là để đi học được cái lớp này ấy, Vâng. là thanh niên cũng phải đi học mất mấy tháng. Và lúc đi thì chân đất mắt tết, nhưng lúc về Vâng. là được đưa đón là các cô thích lắm, cứ anh nào ngồi trên cái tắc tư đấy về địa phương, cái thứ nhất là được nồng hậu, được mọi người chào đón, thứ hai ấy, là được gặp chủ tịch xã đấy, bởi vì chỉ có ông chủ tịch xã mới có quyền ấy, là được đón tiếp các cái anh lái máy cày đỏ này đấy. Cái kỷ niệm của em những cái năm đó là những năm đầu đổi mới, đầu đầu giải phóng là năm 75 76 đã bắt đầu có cái xe này đấy, quý lắm, thích lắm người dân. Và nhìn thấy nó là mà bà con là phải dẹp hết hai bên đường để nó chạy. Rồi sau đó mới đến là cái công nông cái đấy anh ạ. Thời kỳ ấy mà, thời kỳ ấy là chị em thích nhất là bàn là ở Liên À Xô. đúng rồi. Đúng. Ai có bàn là to như Liên Xô. Lúc Vâng. bây giờ các anh đấy. Vâng. Nhưng mà Rồi. các anh ví ngay là cái khu vực tam giác sung sướng ấy, nó như bàn là Liên Xô ấy. À vâng. Đúng nhé. Ê, thời kỳ nó vẫn cứ thế nhỉ, tình yêu nó cứ vun vút vậy thôi, kệ nó cứ thế, cứ Liên ghi Xô lại có dấu ấn thôi. Nhưng việc sẵn rồi đấy, cái đài Orion Tâm ấy, à à xin lỗi, cái đài Rigonda đấy. vâng, Rigonda là cái máy quay đĩa đấy. rồi đúng rồi, đấy đấy cái quay đĩa. Cái hồi đó là tôi có thằng bạn nó đi đi Nga về, đi học nước ngoài về, thế là cả lũ là rủ nhau đến là nghe Rigonda, nghe nhạc Roberto Đúng, đúng rồi, đúng rồi, đấy. đúng rồi. Hồi Với đó lại là năm vâng, và lúc bây giờ là cái thời điểm được gọi là thịnh hành nhất của nhạc Tchaikovsky đúng không anh? đúng rồi, Vâng. hồi đó là cái hồi Rigonda là nghe đấy chủ học nhất rồi. đúng rồi. Thế mà em còn có cái đài đấy anh nên nhớ. Em còn có cái bàn là Liên Xô nhá, một cái Nó quạt Liên Xô nhá. vâng. Thế thì anh Khang giỏi đấy, Được. anh còn giữ được nhiều thứ đấy nghe chưa. Con giữ. Anh có biết không, cái cô cối giã gạo mà từ năm 1930 để nuôi cán bộ bên dưới mà em phải xin sưu tầm bằng được, em xin các cụ về bằng được, không có cụ để lại cho vào. Từ năm 30 năm rồi. Nuôi cán bộ đấy. Vẫn nó cứ chỏng chơ ra đấy, mỗi em cứ để ở nhà một hẳn một cái gian nhà ba gian để toàn đồ cổ đồ đểu thôi mà. Nhưng Thế nó nhưng có mà cái giá rất trị, hay. và Tình nó có cái yêu. giá trị trường tồn của nó về cái thời kỳ lịch sử ấy nhỉ. À, lúc nào về hôm qua ấy thì tẩy đi được đi chơi một tí ấy, thì mới có cái chuyện là đến chỗ anh ấy là vua đồ cổ, anh ấy là vua đồ cổ trưởng gan là đọc kia em quay hết, mai kia em đưa clip bên, lần sau em đưa clip bên lên xong bắt đầu xem hay lắm. Nói chuyện này của tương lắm. Thế cái câu chuyện này, thứ nhất yêu hôm nay chúng mình nói sơ sơ vậy thôi đúng không, để Vâng. cái tình yêu nó cũng có cái hương vị cái tình yêu. Bây giờ thì tôi cái hồi mà bắt đầu mà hết cái quanh đời thứ nhất ấy, là tuổi 60 ấy thì tôi có nhiều bài thơ. Đấy, nhưng mà tôi hôm nay thì báo cáo với anh Thanh là em mới 14 tuổi thôi, vì 60 tuổi là bằng thì em cứ 14 tuổi nhưng mà thôi em cứ nhớ về cái tuổi 60 ấy. Thế thì em lại đọc bài thơ là thương thầm sợi tóc 60 trước khi mình lại về với tuổi 14. Thì đọc cho anh nghe. Tóc ơi tóc sống cùng ta, sống năm vẫn vươn ra từng ngày, trắng phong sương lúc mưa may che
trắng cơn say nắng hồng, từ đen đến bạc mênh mông, thủy chung thân thác tóc không bỏ người, thương thầm sợi tóc 60 trải bao năm tháng vẫn đã thương thầm. Vì gì có cái sợi tóc nó cứ đi với mình suốt rồi, rồi trắng hay đen hay là mày muốn thế nào nó cứ mọc ra, nó cứ che cho mình cái lúc này lúc khác chết thì thôi. Đấy ấy mà nếu mà cái tóc cái này còn để lại ấy, nếu mà đi khám nghiệm hiện trường cái thứ ấy, nó còn là biết là ai đấy. Đấy không, nên nó còn liên quan đến cả chuyện của cái pháp luật đấy, anh có công nhận không? Đấy. Đấy, cái chủ đề hôm nay thì em nói về thơ thì em có cái bài thương thầm sợi tóc xong để đọc cho anh cả với lại chú nghe. Vâng. Cái bài thơ thế thì thương công nông, bây giờ thương cái thân mình, thương sợi tóc. Đó, à, hai bài thơ là coi như là tòng tình yêu thơ. Để xin các anh có ý kiến phần này, có ý kiến thì anh góp đi, xong rồi em đi phần khác. Vâng, có lẽ là vẫn nhìn vào cái chia sẻ của anh cả thôi. Vâng, anh Khiêm, anh có thể là mỗi buổi sáng chủ nhật bên cạnh ly cà phê của riêng mình vẫn nhìn về quá khứ một chút, nhìn thẳng vào sự thật một chút và nhìn vào tương lai. Anh thấy bầu trời thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi anh chiếu một đoạn ở ban công thấy cũng sáng. Vâng, hy vọng là cái bước đi nó sẽ sáng và những ngày tới nó sẽ sáng. Thêm những cái lý do mà thông tin báo chí đài truyền hình của nhà nước vừa rồi đưa nó cũng không được nhiều, nhưng cũng thấy cái ánh sáng và mọi người bắt đầu lại theo như cách đánh giá và bình luận của các anh lâu nay, đó là cái niềm tin của mọi người đã bắt đầu gửi lại và cái sự quan tâm của mọi người đã bắt đầu không hờ hững với thời cuộc và quan tâm hơn về mặt chính trị, xã hội. Đó là một trong những cái tín hiệu được báo rằng người dân đã bắt đầu ý thức yêu tổ quốc mình hơn, yêu đất nước mình hơn và yêu chính cái bản thân mình hơn. Khi giải phóng thành phố Hồ Chí Minh năm 75, nó khác với cuộc chạy trốn thành phố Hồ Chí Minh những ngày vừa rồi. Thế thì người dân bỏ về quê, nhưng để lại là gì? Lại các cái nhà máy tan hoang, các doanh nghiệp đóng cửa, nó trơ trọi và chính các ông giám đốc đang giờ khóc không được, giờ cười không được và bây giờ họ đang vuốt nước mắt xuôi. Vâng, đấy là cái dòng tâm sự của một vài người những ngày vừa rồi. Không biết là ở giữa Sài Gòn, anh vừa mới ra ban công buổi sáng, anh quay một đoạn vừa là bông hoa đẹp buổi sớm mai ở ban công, nhưng cũng là lóe lên cái ánh sáng phía xa xa ở một góc thành phố Hồ Chí Minh thấy tuyệt vời. Nhưng nếu như anh cảm nhận được rằng mọi người về quê nhưng để lại một cái thành phố bao nhiêu nhà máy, bao nhiêu xí nghiệp đóng cửa, không biết là anh có thể chia sẻ được buổi sáng cà phê nhâm nhi được không ạ? Vâng, anh Khiêm. Vâng, cái tâm hồn thơ của tôi đấy là tràn ngập cái tình thương rồi cả đau xót trước cái cảnh mà lưu dân miền Bắc miền Trung đấy, đã rời Sài Gòn đi, và sau đó là vừa qua đây đấy, cả miền Đông và miền Tây đấy, là cái dòng lưu dân đó vẫn chưa chấm dứt. Vâng. Và hôm nay là cũng đã tạm ngưng. Nói là thành phố Hồ Chí Minh đã có hàng trăm ngàn mà có thể lên đến hàng triệu lao động đã phải vĩnh viễn rời bỏ thành phố, không hẹn ngày quay lại. Vâng, có lẽ đó là câu trả lời rất là đúng và cái chia sẻ rất là tuyệt vời anh ạ. Thế thì tôi không hiểu sao là tôi có cảm giác hay là có cái linh cảm cái nỗi buồn này là trước ngày Phi Nhung mất là ngày 28 tháng 9 vừa qua. Vâng. Thì anh nhớ là tôi hứa là gửi cho các anh nhưng mà một cái liên khúc điệu buồn phương Nam, anh có nhớ không? Dạ vâng vâng đúng rồi ạ, vâng vâng. Và anh nhớ tôi đã gửi rồi đấy. Lát nữa chúng ta mở. Rồi, đọc rồi. Chúng ta mở ra nghe một chút. Vâng. Nhưng vâng. Lúc đó là tôi tìm những bài này đấy thì tôi nhớ đến Vũ Đức Sao Biển. Đã cùng tôi dạy học ở Bạc Liêu cái năm 85.
Hồi đó chúng tôi cũng có là quen biết nhau và cũng đã tham gia với cái hội thảo cái già cổ Hoài Nam của nghệ sĩ Cao Văn Lầu đấy, Vâng. Trung Nam đấy. Anh Vũ Đất Sao Biển có Đúng những cái rồi. bài rất hay như là Qua Gành Hào, Nhớ Điệu Cổ, Điệu Nhớ Già Cổ Hải Lang, Vâng. hay là Rồi. bài Tình Ca Đất Phương Nam. Rồi tôi cũng gặp gỡ nhà văn Sơn Nam, hai anh em đó, nói lúc bây giờ là hai chú cháu thì đúng rồi, dắt nhau đi toilet. Thì ông ấy là cứ đứng sát bên tôi, là tôi mà cố tình tôi vào bên trong thì ông cũng đi về vào tiếp bên trong nữa. Đứng cạnh thế ông bảo là cái thằng 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 vòng cổ này là không đi tiếp được rồi. Tôi bảo là đúng rồi, cái cảm xúc mà bi lụy đấy, là điêu linh như vậy đấy, thì là nó không hướng phát triển, xã hội phải sáng sủa lên, tương lai phải sáng lên. Thế nhưng vừa qua chúng ta thấy là cái bài thơ Hân Sông Danh của tôi đấy cũng nhắc lại cái thời kỳ chiến tranh điêu linh, Trình Nguyễn phân tranh, Hân Sông Danh nước lũ lại dâng tràn. Thì bà con miền Trung đi về miền Trung thì là gặp ngay cái bão lũ và vượt mưa gió, vượt qua cái đèo Hải Vân. May đấy là nó có hai hai ba cái may cho bà con đấy, là hầm Hải Vân nó được mở để thông xe, mà cái hầm Hải Vân là không thiết kế cho xe máy chạy đâu. Hay là ông Đinh Văn Nơi ở An Giang đấy, là giúp 50 ngàn dân, 50 ngàn dân trở về An Giang an toàn. Và ông còn đi trợ giúp cho những gia đình mà có người thân mất trong cái dịch Covid này, là mỗi mỗi nhà 5 triệu, lấy cái quỹ của công an An Giang ấy. Tôi không biết là anh Quang anh ấy có chủ trương như vậy không, nhưng mà nhờ anh ấy dám chống lại chính phủ mà đó. Cứu vớt dân và không ngăn cản. Anh đến thăm nhà hai cháu gái thì mẹ thì đang kẹt trên Sài Gòn, bố thì mất rồi. Có xem cái clip ấy, Thì ông mới trao anh cho 5 triệu, cảm động. rồi là còn cho thêm 4 triệu nữa, hai chị em gái Rồi. đang học đại Cho các học nữa, cháu nó đóng mà chưa học. có tiền nó học phí. Thế thì chúng ta đang nói về cái quá khứ đau buồn đấy, hay là yêu đương quá sớm đấy, trong lúc mà còn đói khổ đấy. Thì chúng ta là lạc ngay vào cái nỗi buồn lưu dân này đấy, thì nó không không phù hợp lắm. Vì vậy là tôi nhớ lại cái Hà Nội cái năm 69, hình như là trước khi mà viết cái bài Hương Cỏ Mật ấy, thì là Vâng. hình như là sáu hồi đó là hồi không không cần nhớ kỹ năm, nó khoảng năm 66 67 đến 69 là tôi về Vâng. về về nông thôn. Thì hồi nhỏ đấy là tôi thường hay đi lang thang, chèo me chèo số rồi nhảy tàu điện. Thế rồi là giật cá mè hồ Hoàn Kiếm đấy, giật cá mè bằng cái dây câu mà có lấy câu ba ngành đấy, Vâng. cá mè hồ Hoàn Kiếm là hồi hồ Gươm bây giờ là to lắm, có con nặng tới là hơn 2 ký 3 ký. Tôi thả bộ từ Lò Đúc đi ra ngang qua nhà hát lớn, chỗ tôi ở là chỗ ngã năm Lò Đúc, Tăng Bảo Đổ, Phan Chu Trinh, cuối Lê Văn Hưu đấy, đi dọc dọc cho đến nhà nhà hát lớn, rồi vòng ra Tràng Tiền mua một que kem gắp
Sau đó đi dọc đến cái đường Đinh Tân Hoàng đấy, chỗ bộ công an đấy mà bắt đầu chỗ Tràng Tiền đấy. Mà tôi nghĩ là Hà Nội là chỉ có mỗi cái bộ công an này thôi. Cái bài thơ của Trần Dân là của nhà thơ nhân văn hay phần nào đó đây là viết là bộ công an đặt giữa trái tim người đấy. Tôi đi gì mưa đấy là không thấy phố không thấy nhà chỉ thấy mưa xa trên màu cờ đỏ đấy. Vâng vâng. Thế mà cái bộ công an đặt giữa trái tim người là chắc cái bộ ở chỗ đỉnh đầu Đinh Tiên Hoàng thế thôi. Vâng. Hình như là bài bài này là của Trần Dần đúng không anh? À, Trần Dần Trần Dần. Vâng. Người tôi nghe loáng thoáng là ông phải đi kiếm củi sinh sống. Vâng đúng đấy ạ. Trần Và Dân hình như là người ở Hà vâng, có một cái động thái mà anh nhắc đến Vũ Đức Sau Biển, nhà báo. Em lại nghĩ ngay là cái vụ án bưu cục Cầu Voi, hình như nhà báo Vũ Đức Sau Biển cũng có viết mấy bài mà bây giờ khi anh mất đi rồi thì những cái bài báo anh viết hình như cũng theo đó mà bây giờ cộng đồng đi tìm, đi theo, đi sưu tầm không còn nữa. Không biết là chỗ chỗ anh Khiêm có cái bộ sưu tầm nào liên quan đến được mấy cái bài báo mà anh nhà báo Vũ Đức Sau Biển có chia sẻ lúc bấy giờ không ạ? tôi chỉ lưu những cái bài khác hát của anh thôi, À dạ chứ còn vâng. thơ của anh thì tôi cũng biết ít. Nhưng ta trở lại cái Vũ Đức Sau Biển với lại Phương Nam sau, Dạ đất Phương vâng. Nam sau. Thế thì đi dọc cái đường Đinh Tiên Hoàng này thì hồi đó là chưa có Phở Thìn, phải nói thẳng là như vậy. Phát hiện bây giờ mới thôi. Chiến tranh Vâng. thế ở gần cái ga xe điện đấy, cái mé đèn Bà Kiệu đấy, là có một cái quán phở mà là chỉ có phở không người lái thôi, tức là phở lợn thì đã hiếm rồi, thì là và chủ yếu là phở không người lái, nhưng mà nước phở rất ngon, bánh phở rất ngon, Vâng, vẫn cuốn hút vàng. còn nước rất ngọt, thế là cắt hai quả đũa vào là có thể là ấm bụng rồi. Vâng. Một cái cảm giác ngon là tôi nhớ đến tận bây giờ đấy. Ăn kem Tràng Tiền mà hồi đó có hai loại kem thôi, kem kem cốm và kem sữa. Hồi đó cũng chưa có, hình như là chưa có kem bốn mùa thì phải. Kem bốn mùa nó ở cái góc đường 10 triệu ấy. Sau đó là ra cái mé chỗ dốc Hàng Trống đấy, của nhà thờ đấy, là giặt cá mè. Thế trong lúc mà tôi giặt cá mè thì là có một cô bạn gái, hồi đó cũng khoảng 10, 16 tuổi thôi, nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi gì đó thôi, tên là Kim Thu. Sau này nàng có nói cho tôi biết như vậy. Thế một lần là tôi giặt cá mè lên ấy, được được con khoảng hơn ký, to lắm. Thế thì công an áo vàng là đi tới, hồi đó là sợ nhất là mấy chú công an áo vàng. Áo vàng như cái áo con cảnh sát giao thông bây giờ đấy, chưa chưa có quân phục như ngày nay. Ở Hà Nội là bọn lớn nó gọi là bọn cá hay là cá vàng. Còn cô bạn tôi là nhà báo công an ấy, cũng sau này sửa lại là xin lỗi nó hơi xúc phạm một chút. Thế thì khi anh công an anh lừa, lừa đi tới đấy thì cô bé là ra ôm con cá mè chạy trước, vừa vẫy tôi đuổi chạy theo về nhà cô ấy. Thế là trốn công an xong, nên là tôi giấu cái sợi dây câu mép đá bờ hồ đấy, bây giờ là dắt cô bạn đi đi chơi luôn. Không hiểu sao mà là quen nhau mà thân thiết với nhau ngay như vậy. Tôi hơi ngạc nhiên. Thế cô bé nó cũng đi theo, hai đứa là nhảy lên tổ điện chen chúc, đến dốc Bưởi tôi mới dắt cô bạn gái đi vào một cái quán cơm đầu ghế, lúc khoảng trưa trưa rồi. Thế là gọi hai suất cơm,
mà chỉ có dưa cải, dưa củ cải đấy, còn cay giòn, muối sòi, ăn với lại đậu phụ rán, với lại cơm, thế thôi. Sau đó ra hồ mấy cái chòi lá thôi, nó chưa có khách sạn nhà nghỉ nhiều như bây giờ đâu, chỉ có mấy cái chòi lá thôi. Ra là ngồi ngắm hồ và tiếc mà không mang theo sợi dây câu để mà giật cá. Thế tôi cũng không biết rằng là đó là cũng là gần lần mà gia đình cô sắp phải đi xa hay là cô đi du học ở đâu đó. Thế cô buồn buồn. Chiều về thì cô ấy mua thêm mấy gói sơ khúc rúi vào tay tôi là nói là mang về cho mẹ. Rồi băng đi cái chuyện chuyện tình cảm bạn bè như vậy đấy, nó cũng kiểu là chỉ loáng thoáng nhàn nhạt như vậy thôi, nhưng mà sau này tôi mới hiểu rằng là đó là cái tình yêu trẻ con, nó rất là chân thật, nó rất là trong sáng. Vâng, chân thật trong sáng và mộc mạc, nó đến một cách rất là tự nhiên đúng không, và trong xuất phát từ Mà trái tim chia đấy ạ. tay đấy, Dạ mà vâng, chia tay là cũng lại rất là lưu luyến, tức là cô ấy im lặng buồn thôi, vậy như là có khóc thì phải. Tôi chả hiểu tại sao lại khóc. Thế sau này biết là cô đã chọn cho tôi một cái buổi chia tay rất là ấm áp và tình cảm như vậy. Thế nên tôi viết cái bài thơ gọi là tự dưng lại quên cái đầu đề. Tôi xin đọc bài này rồi đọc đầu đề sau được không ạ? dạ vâng mấy anh ạ. Tự nhiên là quên cả câu đầu luôn đó, thế hỏng mất rồi. Nhưng cái quý nhất của anh là không phải là trời phú hay là một thiên bẩm, anh luôn luôn được thưởng thức và nhận những cái tình yêu đầu, nó mộc mạc, nó đơn giản nhưng nó lại rất là tình người. Em ấn tượng nhất là cái câu chuyện mối tình đầu của anh với một người chị gái, một người lớn tuổi, một người đã trưởng thành, nhưng anh lại đang là một cái cậu bé chưa thành niên. Cái đó mới là sự tuyệt vời, đó mới là sự cảm nhận, và cái đó có lẽ là đi suốt cuộc đời không thể quên được đúng không ạ? Vâng, Và tưởng cái chuyện mà vụng trộm dắt ra ra chòi lá rồi không làm gì đấy, thế rồi chia tay đấy, thẫn thờ như vậy đấy. Thì là trước cái chuyến về về quê mà sơ tán đấy mới gặp chị Kim Liên. à À, vâng tôi nhớ câu thơ này rồi. Dắt dỗ vội sợi dây câu bên mép đá bờ hồ, dắt bạn gái nhảy tàu leng keng chiều phố cổ. Cái đường mà tàu điện mà rẽ ra Đồng Xuân đấy chứ không phải rẽ ra chỗ Hoàng Hàng Gai đâu. Dỗ vội sợi dây câu bên mép đá bờ hồ, dắt bạn gái nhảy tàu leng keng chiều phố cổ. Dốc bưởi đỏ quán cơm đầu ghế cũ, dưa cải củ cay giòn miếng đậu rán vàng hương. Bún nóc ông già chưa mở quán chiều hôm, húng láng ngọt ngọc hà xuyết xoa mùi cay nồng. Bây giờ là cái gì lạnh cóng rồi là hai cái miệng môi nẻ cười lum lum. Tôi có lẽ để là bài thơ này đọc sau đây, nhưng mà Dạ tôi cũng tiết vâng. lộ luôn bây giờ là cô bạn gái KT này của tôi là sau này là bạn gái mà của cô ấy, là có một đứa con gái tên là Hoài Anh, phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, là tài năng nhất À Việt vâng. Nam. Tức là Hồi nhìn đó nhìn, cô nhìn và nhìn cái cô Hoài Anh xuất hiện trên VTV1 với cái giọng người miền Nam. Nó là cái gương điển hình và cái khuôn mẫu của những người được cho là gần nhất đối với những người đi thi hoa hậu, chân dài, khuôn mặt thanh tú, và có lẽ cái cô bạn gái ấy cũng là cái khuôn mặt của cái cô con gái đã thể hiện trên truyền hình
đúng anh rất là may mắn toàn gặp được những người rất là nhiều người ngưỡng mộ chứ không phải là một đâu ạ. Hôm nay thì còn nhiều lắm, Đúng rồi, nhìn cái phong độ này thì đúng là nhiều, vô cùng nhiều nữa là khác. Đấy là sự may mắn. Và thì em mới bảo đây không phải là trời phú, không phải là thiên bẩm, mà nó là một cái sự tiềm ẩn chỉ có ở trong tim người ta mới cảm nhận được. Và nó đến một cách đúng là dung dị thật, đời thường thật, nhưng mà có lẽ là không bao giờ quên. Nhưng có một cái điều em quan tâm thế này, em Út cho phép hỏi anh. Thế thì anh có bao giờ là nuối tiếc về cái buổi chia tay hai đứa ngồi ở cái quán lá ở bờ hồ mà không làm gì cả cho đến bây giờ không ạ? Hổ tay. Tức là hổ tay. Anh có nuối tiếc không ạ? Tức là tôi chỉ nhớ loáng thoáng mấy câu cuối thôi. Tức là nhưng lúc cần nhớ thì lại quên đáng đi. Không, ý em hỏi á là hai đứa giác nhau ra cái tuổi thơ ấy để lại cái tình yêu đẹp như thế nhưng không làm gì cả, và đến bây giờ anh có còn nuối tiếc hay anh cho rằng đó là một cái lẽ của tự nhiên ạ? nó là tự nhiên như là trẻ thơ thôi. Vâng. Dắt bạn gái nhảy tàu lang thang chiều phố cổ. Tôi nhớ mấy câu này, tức là tự nhiên là tiếc mà là kỳ. Thôi bây giờ nó cảm xúc quá. Bây giờ lúc gì đâu. Thôi bây giờ anh Khang tiếp nối để tôi. Vâng, tức anh Khang, anh chia sẻ cái vâng. Tôi nói với chú Thanh là ông này ông ấy duyên ở cái ngoài Bắc mà ông ấy sướng thế, cái gặp toàn tàu điện leng keng các thứ. Mình cũng gặp gái ở trong một cái tình huống toàn khổ hải thôi. Bây giờ ở chiến trường không ạ? Thế thì năm 68 thì tôi vào chiến trường xong cái thì bắt đầu với ngày trung đoàn các thứ thì cũng mở cái hội văn nghệ với lại hát cho nhau nghe. Thế thì mình lúc bây giờ mới được độ 42, 43 cân gì đấy, người nó cũng thon thả, nó gọi là khang rộng mà. Thế thì thon thả, thế thì may thì cũng được, cũng may cũng tạm tạm. Thế xong được cái thứ tiểu đoàn của tôi toàn quân khu 4, có mấy bác đấy thì là đi nghe là chiến sĩ đường dây trên tuyến 59 có là trái mà không tìm đâu ra cả. Một cái là tiễn anh lên đường, cái hay có cái màn đấy là tiễn bắt lái phi công. Có cái ảnh mà tôi nhớ là hồi đó ở cái bờ biển Hải Thịnh chúng tôi có một cái cô du kích kéo cái tôi ở cái vùng ở trong Paco mà Paco. Thế thì đóng hai vai con gái thì thôi múa chứ, rồi các ông ấy tập cho võ vẽ để bắt cái thằng phi công mà một cái ông to đung bắt vai mẹ 75 cân mà bây giờ mình phải làm sao mà vật được nó. Bác võ mẹ tập hàng tháng xong được cái tiết mục ấy thì bây giờ mới đến, nó đến khốn nạn nhất là bây giờ đến chỗ trang thiết bị đồ dùng của con gái thế nào. Thế thì toàn thành con trai thì lấy đâu ra là những cái đồ con gái, nó mới khốn nạn. Bắt đầu mình phải di tán với mấy cái đứa thanh niên xung phong. Và anh bây giờ anh văn nghệ giao cho anh là anh phải đóng vai con gái mà anh không biết là quang tành các em này có anh mượn. Ê, thì chúng nó cứ năn nẻ ra nó cười nó mẹ để cho anh mượn cái quang tành quang gánh của bọn tôi để làm cái gì nữa, nhưng mà không anh mượn thôi, anh mượn một buổi anh thử biểu diễn xem nó có được không để anh giả. Đấy, xong rồi chúng nó vừa buồn cười mà anh nói thật không, anh nói thật đấy chứ,
Và bây giờ anh đây, anh đứng ở đây như đây, anh cao như thế này, anh xem em xem đứa nào có nó tương tự ấy, như là cái kiểu như các ông ở ở án Long An ấy. Ông ấy lấy cái thớt cái kia ông cho tương tự ấy. Phải Đấy, đo 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 trước đấy ạ. thế thì bây giờ mình lúc bây giờ với 18, 19 tuổi thì đã đây cái tình đầu thì nó nhút nhát như thế, rồi nhìn thấy chúng nó này nó còn bạo, nó bạo nó được rồi ông được rồi, anh em bây giờ chúng em năm đứa về thì coi như là anh xem anh lấy được đứa nào, và anh làm sao mà lấy được đứa nào, cái quang của cái kheo thôi. Nhưng mà con mày phải hướng dẫn cho anh xem là đeo đúng thế nào, hay là làm cái gì cho nó phồng phang, như thế để anh có cái chó thì mà nó phồng phang được. Thế là một cái màn đầu tiên là nó cho mình đeo 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 và từng cái một, cái nào hợp nhất thế là được rồi, cái này thế là cứ mỗi lúc lại phải vào buồng nó để thay thay được. Cười cười chịu được xong cái màn đấy, thế thì được cái màn ấy là được một cái gọi là cái gọi là lúc đó đang gọi là cái gì đấy nhỉ, ta cứ tạm gọi hồi cứ bọn lính thì cứ gọi là cái gầu, có hai cái gầu là được rồi. Thế là đưa về được một cái, xong bắt đầu đến một cái nữa chứ, nó có phải là mỗi cái ý là chật sửa ra được đâu. Áo thì mình áo lính, thế bảo bây giờ thế này anh lại đóng làm một cái vai mà lại là vợ cái anh đội để tiễn chồng đi. Thế nên bây giờ thì nó có một cái là cái em nào có cái quần flip thì cho anh mượn. lại phải vào vào xong rồi thử quần flip. Không, đến cái thứ ba nữa là bây giờ thì cái áo bọn em cố áo con gái trước khi đi thì có cái nào nó như là cái kiểu cô gái nông thôn không, thì cho anh mượn cái chứ bây giờ thì anh cũng có cái loại này. Nó lại vào để em xem đã. Cái thì con mình mặc vào thì cái vai mình nó rộng, con gái thì vai nó bé, nó cứ hớp cọc hớn thế này không được. Trong mãi mày qua có một cái khâu mà cô thanh hóa mà cô nó béo lắm rồi mà được. Em có cái này, em có cái này, xin là đưa ra. Ui rồi áo của nó thì nó rộng thùng thình. Được rồi cứ làm sao tất ta mặc được, nhưng về thì mình lại phải cấu phải sâu nó chít lại một tí, thế là được một bộ bộ của cái quần áo của con gái để đóng cái vai là vợ tiễn anh chồng đi. Nhưng mà đến cái tóc thì mình bảo bây giờ mẹ tao lấy cái gì người ta đội lên cái đầu tao chứ, chứ bây giờ cái đầu nó chọc nốt cái này như cái gì, ai đứa nào nó tin. Thế thì mấy ông ấy cũng văn nghệ, ông bảo được rồi bây giờ mày xem chúng nó, bảo chúng nó thế này, này các em có cái tóc các em chải ra ấy thì nó dài ra đưa đây cho bọn anh một một cái nọ để anh đánh vắt nó ra, còn cái kia thì anh cứ giả vờ anh làm anh quấn quấn như nào đấy thì cũng được, nhưng mà nó phải có một cái ngọn tóc như là thật, nó phải nhoai ra thì đúng như là tóc. Thế chúng nó mới bảo mấy cái đứa ôi giời bây giờ ông đi thôi chờ đến bao nhiêu ngày ông mới lấy được cái tóc. Thôi bây giờ mỗi đứa dài ấy, mấy đứa tóc dài ấy, thì cắt cái đuôi mỗi đứa một tí. Thế nó cũng làm cho được một nọ bằng cái ngón tay này, thế về được rồi xong cái tiết mục đấy mà mặc vào mấy hôm xong diễn xong rồi mà đấy. Thế đến khi mà đến cái múa cái điệu hát bắt phi công ấy, thì đấy chúng nó làm cái váy lại ra cái chỗ mà gặp mấy cái cô gái Paco hồi nó cứ bán chóc cái sắn mấy đồ các thứ ấy, nó đổi lương khô. Thế mới bảo nó bảo bây giờ này anh muốn mượn em cái bộ quần áo để anh múa anh bắt phi công ấy. Nó bảo mà nó thì ngủ thật, anh nói với anh là gái Paco thì nó hút thuốc thuốc rê thì thôi rồi, mình không thể chịu được nhưng mà vẫn cứ phải là giao lưu. Để xong bảo là bây giờ này bây giờ thì dù ấy, nó gọi cái dù ấy thì một tròn là một thùng lương khô, bây giờ ấy là cái bộ quần áo này cho mượn là phải hoa hai thùng lương khô trong một tháng là phải giá. Được rồi nhưng mà bây giờ thì phải xem là cái nào mà nó mặc vừa là cái váy cái vùng cái kiểu của nó, xong rồi bắt đầu phải lấy những cái nó chít ở trên đầu ấy thì nó mới ra được cái gái dân tộc.
để mà đi bắt phi công. Thế là mất 2 thùng lương khô, về báo cáo thủ trưởng là bây giờ cái cô bảo là cô cho mượn quần áo là 1 tháng thì mày mất 2 thùng lương khô. Ủa được rồi, tôi sẽ xuống không chú đi. Chú làm cái việc này xong thế là bắt đầu đến cái đêm biểu diễn đầu tiên, là cái đêm biểu diễn cho cái tiểu đoàn, cái khu tiểu đoàn bộ ấy, để xem duyệt, xem thì còn mới đi ra biểu diễn có được không, mới đi ra biểu diễn là trung đoàn được chứ không đi biểu diễn sao. Thế thì hồi em thì giọng nó cũng trong trong mà éo éo rồi kìa, con gái được mà quắn méo thì coi như là tuyệt vời rồi, múa may này nằm lũng thì thôi rồi lượm ơi. Thế là bắt đầu ấy đóng cái đó thì rất đạt, thì tiếng em nó lại cũng nói cái éo éo tiếng con gái, nó không phải gì cả, éo éo chứ còn đẹp lắm. Bắt đầu là cũng bị dịn đưa anh rồi là khóc lóc như thật vậy, xong rồi ôm anh các thứ, đến lúc mà hai người ôm nhau xong cái là bọn nó cười rũ rượi, nó bảo hai thằng con trai ôm nhau, hai trời đất ẹo ấy, hai thằng con trai ôm nhau, rồi bắt đầu tự nhiên nó thành sôi sôi động viên, bắt đầu nó nhảy lên, nó bảo hai đóng ngày đó hay lắm, hai thằng con trai hôn nhau chết cười được cả cái nữ thanh niên phòng nó xem. em vui cái cuối này em buồn cười chạy vào. Thằng nó bảo thôi thế là được. Đây là cái tiết mục mà bắt thằng phi công thì em diễn vào với nhìn lắm, em nhảy múa thì rất là điệu đàng, xong rồi bắt đầu đóng đúng động tác, bắt vật một phát coi lộn tung phèo cái thằng kia lên, rồi chúng nó vô tải hay quá, rồi hay quá mẹ, thật sự hôm nay ông đóng cái vai con gái còn đẹp hơn con gái thực cái này. Đấy, biểu diễn xong thì được vài ba nữa mới đưa ra trung đoàn để biểu diễn. Thế thì khi em mà biểu diễn cái tiết mục đầu tiên là cái người tiễn chồng đi thì là coi như là ở dưới nó cứ không biết có phải con gái mẹ nó xinh phết, mẹ nó dịu đàng như này, mẹ thằng con trai nào mà làm ứ éo được như này, lại còn khóc nóc như thật, nước mắt nước mắt dài, nó cứ thảo luận như thế, cứ thảo luận như thế. Đấy, xong đến khi mà đến cái tiết mục em múa bắt công thì em múa rất là dẻo, xong thằng con trai nó đóng thằng con gái đấy, trai là một con gái để vui tươi cứ cãi nhau mãi cho đến khi em biểu diễn xong cái tiết mục, em làm cái động tác vật thằng kia, cái kia vật đè chân lên như là cái kiểu như là cái ông thánh Mikae mà đạp đầu thằng quỷ ấy. Có cái động tác như thế. Thế thì đến lúc em ra chào thì em đưa toàn bộ cái hóa trang ở trên đầu này, em mới xuống em chào phát thì mới chọc đầu ra, thế úi rồi ơi cả ơi trường từ dưới lên trên, ôi rồi họ bảo hay quá cái này âm mỹ cả, nên em cứ kỷ niệm mãi một cái đời đi tham gia cái văn nghệ mà có hai cái lần mà phải đi mượn đồ của con gái xong rồi bắt đầu thấy nó ngượng nghịu làm sao. Bây giờ xong cái chuyện như thế xong rồi bảo ấy, bây giờ về trả không biết là trả thế nào, không biết là trả thế nào. Thế là em mới bảo thế này, bảo ông đội trưởng ấy văn nghệ, em bảo thôi cái này chắc khi còn đi biểu diễn nữa đấy, chắc là khi đi biểu diễn thôi, thì bây giờ này tôi lại đưa cho cái con Paco ấy 2 cái thùng lương khô nữa, xong để cho nó cho đứt mình cái đấy. Cái này còn cái chỗ mà cái này nhằng kia của mấy cô thanh niên xung phong thì chắc nó cũng cho mình lấy làm gì đó. Thế là vậy, em đúng cứ phải giữ cái đó, khốn nạn phải tự nhiên như thế, cho nên cứ phải đeo, phải giữ, đấy là cái tang vật của văn nghệ không thể bỏ đi đâu được. Nên đúng là lần sau là em đấy chuẩn bị là đi Hà Nội đấy, thì xong rồi biểu diễn đấy, mà đi ra biểu diễn thì chắc là cũng rất là hay, cứ phải giữ đấy, đến sau rồi bị thương ấy, đến năm 1969 là bị thương như trước em kể đấy. Thế là cứ giữ đấy, bộ quần áo của em hồi ấy với lại 2 cái bộ em cứ giữ mãi cho đến em đưa về nhà, đến khi mà ông già em vẫn cứ giữ cho em như thế, cho đến khi ông ấy cụ mất thì bà mẹ thì chả biết là quần áo của ai thì đưa bà đốt sạch. Cho nên là đấy là những cái kỷ niệm trong đời em về liên quan đến cái chuyện của phụ nữ. Trước đây thì chỉ cầm được tóc, thứ hai là bà lúc đó thì bà chị lại chưa ôm được, đây này còn cái thứ hai là đi
xem đồ hàng của các em rồi các chị ấy, thứ nói, mình thấy nó nôi thôi quá mà nó cũng hay quá, để có những cái tiết mục mà để đời đến bây giờ, mà những cái ông bạn đó, ngày xưa còn ở lại với em bây giờ già thì vẫn vẫn cứ nhớ là cả hai cái tiết mục mày đóng mà tao chúng tao ngẫm nghĩ buồn cười, mà hồi sao lại mày lại đóng đạt như thế chứ. Vì không có con gái thì bây giờ các ông bảo tôi phải đóng, thì bây giờ may mà tôi chọn được tôi thì tôi đóng như thế đấy. Đấy, liên quan đến một cái câu chuyện tình đời về đôi, nó cũng liên quan đến văn nghệ của đời em, nó là nổi bật nhất ở hai cái tiết mục ấy. Mà đồng thời thực sự đến hôm ấy thì là em mới thực sự là người được cái quần cái áo của phụ nữ nó như giặt vãi, thì em cứ cứ coi như là cái trà phòng Liên Xô rồi, nhưng mà cứ cảm thấy là nó cũng như phảng phất những cái gương khác, không phải cái, không phải cái gương xà phòng anh ạ. Đấy, nó cũng là kỷ niệm cuộc đời ở đời lính, nó có những cái rất là hay, nó liên quan đến tình yêu, nó liên quan đến cuộc sống, và nó liên quan đến với cả cái kỷ niệm của mình mang theo mình suốt đời. Mà bây giờ cũng có cái là hôm nay thì mình nói chuyện được với các anh về những cái chuyện đấy. Em còn hơn anh cái này, em còn được sờ mó vào những cái cần sờ mó cả nhá. Anh đừng tưởng anh có cái con cá anh đi rồi. Đúng không? Mà em lại còn được cả cả lại lại có đồ của người con gái Paco, con cháu Bác Hồ. Anh. À, giờ chưa không giờ còn 4 mấy phút nữa đã nhá. 10 phút nữa. Ừ. Thế thì cái câu chuyện nó là như thế, cho nên là anh em mình có nhiều cái kỷ niệm lắm ạ, cứ càng ngày thỉnh thoảng lại dỡ ra một tí mà nó làm cho cuộc đời của mình mà tôi không bao giờ quên. Mà đúng là những cái kỷ niệm của cái chiến trường, kỷ niệm của một cái đời trai trẻ. À, thế thì như vậy tức là em đã nói với anh cứ kể mãi cả con Dojo, con giết vân vân, nhưng mà anh chưa được trực tiếp như em đâu, em dùng đồ dùng của phụ nữ là trước anh đấy. Vâng, đó 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 mới là những cái điều Đấy. mà không biết là các anh nghĩ như thế nào. Em thì sinh sau đẻ muộn hơn, nhưng những cái câu chuyện ấy của em sau các anh ít năm, nhưng khi bây giờ nói chuyện với con cái đều cho rằng đó là những cái mẩu chuyện của thời thời Napoleon hoặc là cái thời ở đâu đó. Thế thì mới thấy được rằng cái câu chuyện cà phê sáng mà anh em mình từ tuần trước đến nay kể lại những cái giây phút, những cái khoảnh khắc kỷ niệm ấy, nó rõ ràng nó đã bắt đầu sống động và nó đặt lại cho chúng ta cái kỷ niệm, liệu nó có tồn tại mãi, cái hiện vật như anh Khang nói rằng nó có tồn tại mãi, và cái quá khứ liệu nó có mãi mãi mất đi không. Đây cũng là cái chủ đề có khi ví dụ nhà sử học là như anh Khiêm chẳng hạn, anh đánh giá và nhìn nhận cái góc độ của lịch sử, góc độ của vấn đề hiện tại, liệu người ta cho rằng nếu như không học lịch sử người ta vẫn thành công, thì cái điều này có phải là người ta nguy biện hay là người ta nói cho vui? Chứ còn nếu như không liên quan đến vấn đề văn hóa, địa lý, chính trị, lịch sử, rõ ràng người ta không biết gì cả, kể cả người ta là người lãnh đạo, ví dụ lãnh đạo một cái doanh nghiệp chẳng hạn, lãnh đạo một đất nước thì không thể cho phép điều đó. Vâng, đó là cái câu hỏi mà tuần trước anh em mình đã đặt ra, là vấn đề con người, lịch sử, văn hóa ở vùng miền nó luôn luôn là cái gánh nặng của một quốc gia nếu như cái người lãnh đạo không nằm trên cái đó. Vâng, thì liên quan đến cái câu chuyện mà anh Khiêm tuần trước đang dang dở, đó liên quan đến cái vấn đề là cái bài báo anh viết gần đây nhất, và cũng là cái câu chuyện, những cái bài thơ anh để lại nhiều dấu ấn nhất và vẫn chưa kết thúc của nhiều buổi trước đến hôm nay. Nhưng cũng rất tiếc là cái thời lượng của buổi hôm nay anh em mình cũng đặt ra là mỗi buổi sáng, mỗi một sáng chủ nhật, ly cà phê sáng giới hạn ở trên và dưới 1 tiếng đồng hồ. Và vừa rồi thấy cái tín hiệu từ chỗ anh Khang cũng đã có một cái chương trình hẹn trước là sau 10 phút nữa thì kết thúc. Và để trọn vẹn một công hai việc, anh Khang cũng phục vụ được đúng cái ý nguyện của mình sau ít phút, và nhìn thấy anh Khiêm cũng chắc chắn đang có một cái sự chuẩn bị. Thế thì để kết thúc chương trình của buổi cà phê sáng hôm nay, em xin mời anh Khang vừa thay mặt cho nhóm, vừa thay mặt cho ba anh em gút lại chương trình, và anh cho lời cuối. Trước hết là chào quý vị khán thính giả.
và chúng ta lại hẹn nhau ở những cái buổi cà phê sáng hôm sau, có nhiều câu chuyện thú vị và nhiều câu chuyện để đời. Nó cũng là dấu ấn của lịch sử, dấu ấn của kỷ niệm, để cho con cháu chúng mình cho rằng nó không phải là chuyện cổ tích mà nó là câu chuyện có thật, sống động và nó rất là thực tế. Vâng. Ơi, bây giờ trong những ngày nắng đen như này, buổi sáng này thì chúng ta cũng phải được coi là tâm thức một chút, thêm những ngày mấy phút cuối của chúng ta. Này to quá. Thế thì tôi đã bắt đầu là phản biện lại 05 của rồi, thì tôi là cũng đã có bài trao đổi với lại anh rồi, và trên chỗ hóng rồi anh phát thì như thế nào thì tôi đã làm được. Thế thì hôm trước đã phản biện cái cho rằng là cái quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của viện trưởng viện kiểm sát là tối cao là các anh bác, thì tôi đã phản biện này là các anh bác là sai lầm lớn, thì cái đó thì sẽ phát để cho nghe sau. Nhưng mà hôm nay thì vì từ đêm qua giờ tôi nghe rất nhiều kênh, thì có những cái cộng đồng mạng bây giờ là những nào thì cũng quan tâm đến cái điện cầu vong, chắc là không nên, cái không cần thiết, bởi vì như trình bày tôi đã đưa ra những cái phát hiện vi phạm là coi như là Hồ Duy Hải đã phạm rồi, mà đã ngoại phạm thì bây giờ có những người như thế này nghi thế khác. Thế thì cái chuyện ấy thì tôi sẽ nói cụ thể về sau khi về phân tích. Là bây giờ tôi đảm bảo là Hồ Duy Hải là ngoại phạm, và tất cả những người có trách nhiệm cũng đang quan tâm đến những cái ý kiến của nhiều người trước đó của tôi, để chứng minh rằng là Hồ Duy Hải ngoại phạm, Hồ Duy Hải vô tội. Bởi vì tôi cũng đề nghị, và đồng thời nữa tôi cảm thấy rằng là các nếu như tôi là được đi điều tra, như giao nhiệm vụ đi điều tra cái vụ này thế, tôi còn được làm, thì tôi cũng có thể là tự nhiên đúng rồi, vì cái vụ tôi đã nói là nó không có cả, là cái vụ ấy ngụy tạo, cái đó chỉ có phân tích để thấy là các anh cố tình làm sai để giết người thế nào thôi. Chứ còn thì Hồ Duy Hải đang ngoại phạm thì nó làm gì, nó có những cái lời khai ấy, thì bây giờ người ta mới đang tạo theo đúng mặt. Là tìm ra của đã tìm được thằng 400 dấu vết vân tay rồi, mà đã loại trừ được là cái một số người là không như đấy, trong đó là cái vân tay và dấu vết của Hồ Duy Hải là không có ở đấy rồi. Thì đương nhiên là nó phải là số còn lại là phải có những vân tay của những người phạm tội buổi hôm đấy ở đấy, không thể là không có được. Thì tôi khẳng định là các anh ấy đã biết, nhưng mà các anh cố tình làm sai lệch hồ sơ đi, và làm lệch hướng hồ sơ đi, và đồng thời nữa là anh đã bao che cho kẻ phạm tội, đồng thời nữa là các vu cáo làm oan cho Hồ Duy Hải, kể cả công an và bị kiểm tố là không có dẫn, không yêu cầu tôi là dẫn là trừng trị những cái tội này sau này sẽ đưa ra bàn luận ở đây.
Một cái cơ bản này, tại sao người ta phải làm cái vụ kia trước? Để đúng như vụ ông Nén, các anh không thể cãi được, như là vụ ông Trấn ấy, là khi bắt được hung thủ rồi thì các anh đừng có cãi cái gì nữa, vì cái thớt cái giết với các anh xin lỗi. Đây là việc đánh án rất đúng, rất chuẩn. Mà đấy là cái giác quan của tôi, của những người đã làm nghề, thì tôi cũng đề nghị như thế. Tôi ăn đoán quan và vụ án này là phải ra hung thủ nào đã giết hai nạn nhân Vân và Hồng, thì bắt đầu với các anh mới tâm phục khẩu phục. Còn cái việc bắt giữ hay là như thế nào về sau tôi không bàn ở đây. Nhưng mà nếu mà bây giờ người ta tìm ra được đúng manh nha, rồi người ta tìm ra được vụ án thực là kẻ nào phạm tội, thì tôi xin cả cái thế giới này, cả cái đất nước này phải khâm phục. Mà làm như thế mới là đúng, mà làm như thế đúng đường, cái đúng của nghiệp vụ điều tra, chứ không phải là đi đi cãi với các anh. Bây giờ các anh cứ cản cổ nên chỉ mình tôi cãi, các anh cũng còn chưa lại, chứ không đừng có nói đến cả toàn đất nước này. Cho nên tôi giải thích là tại sao có thể phải có ban chuyên án, mà rất khoát phải có ban chuyên án. Bởi vì sao? Bởi vì anh Nguyễn Hòa Bình với lại 16 người giơ tay lên cùng một ý chí rồi, bây giờ giao kiểm tra lại bằng 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 đánh bùn sang ao. Không bao giờ người ta làm như thế. Quốc hội có toàn quyền, người ta thành lập một cái tổ đấy, tôi nói là cái tổ hay là có người ban chuyên án, có người là cái tổ vân vân hay là cái gì đấy, thì tôi quốc hội có quyền là bây giờ canh kiểm tra lại, chứ đi điều tra lại đi, giao cho ai ở vụ 7 hay là ai đấy, người ta hoàn toàn có quyền. Thế thì giao cho các anh đi tìm ra manh mối để làm rõ cái vụ đầu tiên, để bắt giữ ngay được phạm tội thực sự. À, đồng thời rút kinh nghiệm rồi này, có những vụ án này động cái này nó ra nước ngoài nước trong, nó tẩu tán cái tài sản, thì chúng ta đã bắt đầu là tại sao mà phải in này, chúng ta đã phải ngăn chặn tất cả những cái đường đi ra nước ngoài của bọn chúng, ngăn chặn tất cả những cái nó là cho là một cách làm rất là công an, rất là hợp với lại cái điều tra, và rất là con đường đi ngắn nhất để giải quyết vụ án này. Vì vụ án này quá phức tạp, mà rồi đây tôi tin tưởng rằng vụ án sẽ được phanh phui khi làm vụ án. Vụ án thứ hai thì bây giờ thì tôi khẳng định một xem xét vô tội rồi, ngoại phạm. Chính sách mà bảo hộ con người đấy, bây giờ Việt Nam vừa tham gia công ước quốc tế về quyền con người, về anh không làm. Bây giờ người ta đã cả những cái cơ quan bảo vệ quyền con người của thế giới, người ta cũng đã có ý kiến rồi. Đấy, vì anh ký đã phải công văn chính phủ để yêu cầu trả lời để như thế nào rồi. Thế là cái này nó không còn ở trong nước, nó còn có một cái diện rộng cho cả thế giới. Mà nếu như nếu mà có đủ chứng cứ để giải là phạm tội thật thì đưa ra để xử lý cả thế giới cũng nghiêng mình. Còn nếu không có được thì cũng phải giải quyết theo đúng cái quyền con người, quyền được sống. Thế thì cái việc làm để cho làm sao để làm cho Hồ Duy Hải để có những cái này phục hồi sức khỏe, rồi bảo vệ an toàn của Hồ Duy Hải, rồi tất cả còn bao nhiêu người người ta còn làm chứng các thứ, rồi người ta tố giác vân vân, thì cũng không biết làm sao để phải để cho các anh biết được. Tôi nói là ở cái kênh nào đó yêu cầu là nhà nước phải biết ngay, nói ngay thì mới tin. Tôi xin lỗi các anh như thế thì làm gì là báo mới lại luật sư, thì là người mình anh không hiểu. Anh không hiểu cái trình tự của cái việc nào mà anh muốn gợi nên khách đố để coi như làm lộ thế thôi, nhưng mà không bao giờ người ta làm thế đâu. Nhưng đến một thời gian tôi nghĩ rằng tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh Thanh là không lâu nữa
thì vụ án thứ nhất được làm sáng tỏ, mà vụ án thứ nhất làm sáng tỏ thì là cái lưới trời lồng lộng mới có thể bắt hết được con cá bé, con cá to. Chứ còn bây giờ tự nhiên đi cãi với anh ấy cái vụ án không có thật đi thì các anh ấy còn nhem nhảm ra. Tôi sẽ một mình tôi đang nói vậy, tôi đã phải là làm phát hiện vi phạm của trong cái điều 400 này, 404 thì đã quy định này, bất kỳ ai mà phát hiện được những cái chứng cứ mới hoặc là những cái vi phạm của cái hội đồng thẩm phán thì có quyền báo cáo để được xem xét. Tôi đã đang là trao đổi với cộng đồng mạng và tôi cũng đang làm cái chính thống của tôi. Đấy, cái việc tôi không phải báo cáo ai cả, còn người ta nhận tôi cũng chưa chắc phải báo cáo các anh làm gì, đúng không? Nghĩa là người ta chấp nhận có cái gì đâu mà phải là tôi tin tưởng là vụ án số 1 là người ta phải quan tâm đến cái đó, chứ không có thì đánh lạc đúng đánh sai, mà đồng thời là mình này, cả một cái hệ thống này mà chẳng nhẽ lại không còn người mà lại biết là ôi giời ơi, Bộ Công an có nhiều người người ta giỏi lắm, có điều cái là do cái này cái khác người ta chưa nói, hoặc là bên viện kiểm sát, bên tòa, hoặc là tất cả những cái bao nhiêu người luật sư các thứ đã từng đi công tác ở đấy họ biết, nhưng mà người ta chưa nói hoặc là vì cái lý do ABCD gì đấy, nhưng mà cũng không loại trừ là cũng có một số người là họ không thể biết được, họ không đi sâu, họ không biết được, họ cứ tin tưởng là như thế thôi. Vâng, thế này anh Khang ơi, đấy, tôi giải thích. Vâng, rất là may mắn hôm qua hôm kia em tìm hiểu và có một cái tài liệu do bên phía Đài Truyền hình Việt Nam người ta ghi chép là cả cái quá trình của cái phiên tòa xét xử giám đốc thẩm. Có một cái đoạn video clip đã chứng minh thế này. Ông Tránh Án có hỏi đối với người đại diện phiên tòa sơ thẩm của Long An có dự ở phiên tòa, thì hỏi thế này: các anh có mời Đinh Vũ Thường đến dự phiên tòa hay không? Bởi vì các anh cho rằng Đinh Vũ Thường là nhân chứng đã được đóng đinh vào vụ án để xác định Hồ Duy Hải không thể chối cãi. Vì nhân chứng được cho rằng nhìn thấy Hồ Duy Hải ở bưu cục thủ thừa. Vâng, thì đại diện của phiên tòa sơ thẩm có mặt tại phiên giám đốc thẩm trả lời là chúng tôi có mời Đinh Vũ Thường nhưng anh ta không đến. Vâng, và Tránh Án xác định đúng các anh có mời nhưng Đinh Vũ Thường không đến, đúng không? Và chúng tôi đọc biên bản ghi lời khai của Đinh Vũ Thường và anh Hồ Duy Hải có nghe và thừa nhận cái hành vi của mình là đúng. Vâng, đây là một cái sự vu khống không phải là trắng trợn nữa, mà nó vô cùng trắng trợn, mà cả ba cấp tòa người ta nghiễm nhiên xem điều đó đã có thật ở trên đời. Và đã có rất nhiều phóng viên, rất nhiều người đã hỏi trực tiếp anh Đinh Vũ Thường: thế trong ba phiên tòa, trong quá trình tố tụng, anh có bao giờ được cơ quan chức năng, được cơ quan tố tụng, được viện kiểm sát hoặc là bị được tòa án mời hay không? Nó bảo là gì? Cháu chưa bao giờ được ai mời đến dự bất kỳ một phiên tòa nào của anh Hồ Duy Hải được diễn ra từ cái lúc buộc tội cho đến lúc là y án và đến lúc là treo thêm những cái án tử hình. Vâng, đó là một cái điều vô cùng bị ổi. Đây, đến lúc này đã được cho là vô cùng bị ổi. Và em xin mở cái đoạn này để hai anh cùng nghe. Và nếu như anh Bùi Văn Khang tiếp tục lấy những cái chứng cứ này làm tài liệu để chứng minh sự bị ổi và chứng minh cho cái sự vu khống này, anh nên làm. Vâng, vì đây nó là cái bằng chứng sắt đá nhất các anh không chối cãi được. Vì vừa rồi anh nói rằng phải có một phiên tòa mở ra thì các anh ấy mới không nhem nhẹm để chối cái chuyện là thế nọ thế kia được. Vâng, mời các anh cùng nghe ạ. Vâng, kính thưa hội đồng xét xử, thì theo tính toán của cơ quan điều tra và phương pháp tính toán thì hồi nãy là đồng chí Diệp Sát nói là 5 đoạn, nhưng thực chất các đồng chí không có hiểu được cái đặc điểm hiện trường từ tiệm cầm đồ Kim Long về nhà bị can Hủy Hải, từ nhà bị can Hủy Hải ra quán Bảy Thanh, từ quán Bảy Thanh đến quán Hai Thượng và từ quán Hai Thượng đến bưu điện Hồ Voi. Thì từ tiệm cầm đồ Kim Hưng về nhà bị can Hủy Hải trên cái đường đó là tới cái ngã ba là gặp quán Hai Thượng. Thì trong cái biên bản hỏi cung bị can ngày 27 tháng 6 năm 2008 trong hồ sơ quốc luật số 96 á, thì tôi giải trình luôn cái vấn đề đổi xe. Thì
khi đang mà đi trên đường tới cái quán Mãi Thanh gặp Võ Lộc Trang, thì Võ Lộc Trang từ trong quán bước ra kêu Hải là đưa tiền để trả tiền cá độ bóng đá. Thì Hải mới nói với Đan là để tôi về đổi xe, vì Út có nói đem xe về riêng để đi chợ nên tôi chạy về nhà cho lẹ. Thì ngay cái đoạn đó là lý giải vì sao mà bị can Hải đổi xe luôn. Và gặp Võ Lộc Đan tại quán Bảy Thanh đó thì chạy về nhà mới lấy xe riêng đi ngược ra quán Bảy Thanh. Qua quán Bảy Thanh mới chở thằng Đan tới quán Hai Thượng. Tới quán Hai Thượng mới dừng xe đưa tiền cho thằng Đan vào quán Hai Thượng để thằng Đan trả tiền cá độ bóng đá, chứ không phải thằng Hải trực tiếp cầm tiền trả tiền cá độ bóng đá. Báo cáo hội đồng xét xử nóng. Thì các cái thao tác đó thì tiêu tốn thời gian như viện kiểm sát nãy ước lượng là tôi thấy cái phần ước lượng đó mỗi lần ước lượng các đồng chí nâng lên một miếng, mỗi lần ước lượng các đồng chí nâng lên một phút. Và vấn đề thời gian là vấn đề cực kỳ quan trọng, chúng ta công bố với báo đài. Nếu các đồng chí nói thời gian mà Hải có thời gian lại phạm, tức thằng Hải là không phải là đối tượng gây án, quan vụ án là quan, nhưng mà thời gian là vấn đề cực kỳ quan trọng, chúng ta tính toán là nó phải hết sức chi li và chính xác. Cái vấn đề nữa là trong biên bản hỏi cung bị can là thời gian Hải thực hiện các cái thủ tục cầm thầu khoảng 5 phút. Nhưng báo cáo hội đồng xét xử là khi Hải nhận được cuộc điện thoại của Võ Lộc Đan là nó đang đứng trong tiệm cầm thầu. Khi đó là nó đã vào, nó thực hiện các cái nói chuyện, nó giao dịch, vừa nhận cuộc gọi xong và nó chuyển cái máy cho bà chủ tiệm cầm thầu liền. Cho nên cái thời gian tiêu tốn để thực hiện cái việc cầm thầu tiếp theo là không tới 5 phút. Như vậy tổng cộng các cái khoảng thời gian đó là bị can xuất hiện ở hiện trường khoảng 19:30 là hoàn toàn có cái cơ sở vững chắc. Và xuất hiện trước khi nhân chứng Đinh Hữu Thường tới chuyện về quê vào cuộc gọi lúc 19:39:22 là hoàn toàn có cơ sở khoa học. Đây là cuộc gọi được chứng minh bằng điện thoại của điện bộ do có cơ sở khoa học vững chắc đàng hoàng, cơ quan điều tra chứng minh. Tôi hỏi tòa án công an, vậy anh tại sao anh không mời anh Thường đến phiên tòa? Thưa hội đồng, thì trong quyết định đưa án xét xử kể cả trong cái quyết định phiên tòa thì có điều mà anh Thường hết chứ, và chỉ bữa hôm đó là anh Thường vắng mặt. Thì trong quá trình thẩm vấn thì có biên bản là đọc lại lời khai của anh Thường ở trong quá trình điều tra để nghe cho mọi người nghe và hỏi Hồ Duy Hải có nghe không, thì Hồ Duy Hải cũng nghe gì đó. Tức là có mời nhưng mà không đến, không đến vắng mặt, cho nên là phải công bố. Vâng, đấy là một đoạn của cái buổi được gọi là xét xử ngay ở phiên tòa giám đốc thẩm, có việc hỏi và có trả lời. Đây là một những trong những cái điều mà không thể chấp nhận được, vì tại sao anh Đinh Vũ Thường không bao giờ được mời đến, bởi có đến 3 cái tên Đinh Vũ Thường. Một cái biên bản của luật sư Đạt được cho là Vũ Đức Thường, còn ở trong bản cáo trạng lại được cho là Vũ Đình Thường, nhưng ở đời thật thì là Đinh Vũ Thường. Và chưa bao giờ cái giấy mời ba nhân vật này có phải là một hay không đến dự bất kỳ một phiên tòa nào. Đó là cái điều đã xảy ra. Vì nếu như một cái Đinh Vũ Thường hoặc là Vũ Đình Thường hoặc là Vũ Đức Thường mà xuất hiện thì rõ ràng các anh ấy lòi ra sự nói dối và lòi ra cái sự vu khống. Vâng, đó cũng là cái điều mà anh Khang vừa chia sẻ. Và rất tiếc là thời lượng của chương trình đã kết thúc. Và như em đã giới thiệu khi nãy, vâng, cũng rất muốn anh Hoàng Anh Khiêm, vừa là anh cả của nhóm, cũng vừa là tâm hồn, linh hồn, và chia sẻ những buổi vừa rồi rất là nhiều câu chuyện dung dị đời thường của tình yêu mới lớn tuyệt vời và để lại rất là nhiều kỷ niệm. Cũng như anh Khang, anh ấy để lại cái kỷ niệm của riêng mình, mặc dù là những cái đồ không phải của mình, nhưng anh luôn trân trọng. Chỉ có điều trong một lứt sơ đẩy mà ông cụ đã đốt đi mất. Nhưng nếu không thì anh vẫn giữ được đến bây giờ. Và so sánh với những cái hiện vật, cái tang vật, cái vật chứng của vụ án của Cầu Voi, chỉ trong tích tắc thôi, người ta sẵn sàng đốt nó đi bằng một cái hành vi được cho là hủy hoại tài sản của một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Vâng, nếu như so sánh ở điều đó với cách nhìn của một nhà nghiên cứu lịch sử, anh Khang, anh nghĩ gì về cái vụ án nó đã có ý ngay từ đầu là không những làm sai lệch hồ sơ mà nó đã bỏ túi ngay từ khi vụ án chưa được khởi tố? Vâng, anh có thể là cho ý kiến và để ta kết thúc buổi đàm đạo hôm nay. Vâng, mời anh. Tôi ấn tượng cái phiên giám đốc thẩm đấy là cái phần mà trình bày của anh luật sư Phong mà khi được gọi trở lại đấy,
Tôi nghĩ là anh chưa bay vào Sài Gòn đâu, mà anh ta vào cái nhà nghỉ nào đó, thế ra anh ta chờ cái lệnh hay là cái giấy mời gọi của Nguyễn Hòa Bình ra tiếp tục phiên tòa. Dạ vâng, cái đó có lẽ là đúng đấy ạ. Nhiều người khẳng định điều này là chính xác anh ạ. Bởi vì nó đạo diễn mà. Chưa tiền máy bay của anh là tiền chùa rồi, thế nhưng mà anh mà tiếp anh ơi thế nhưng mà, anh ơi cái vấn vâng đề đúng rồi, là cái phần trình bày tại vì thời lượng nó 20-30 phút thì đó chỉ đấy. nói như... vâng, tất cả những cái đó thì tôi mong rằng anh gửi cái clip ra cho tôi với, Dạ vâng, em và sẽ gửi cho anh ạ. tôi sẽ tức là bóc mẽ từng vấn đề một của phiên tòa giám đốc thẩm mà anh ạ. Vâng. Từ từ nó sẽ đến, có một bài riêng cho các anh nhé. Vâng, Đây để... và thông báo với anh còn hai clip nữa mà bà con ít khi để ý, đó là gì? Cũng cái cách giải thích ngay ở phiên tòa giám đốc thẩm. Các anh nhắc đi nhắc lại rằng cái đoạn đường mà Hồ Giải phải thực hiện trong vòng 7,5 km hết 9 phút vì nó không thể hợp lý hơn, cho nên cái đoạn đường năm 2008 ở Long An lúc bấy giờ nó không phải là đường cao tốc, thế mà vẫn ép cho anh Hồ Giải dùng cái xe Dream cũ sắt vụn đạt tốc độ là 60 km trên giờ. Vâng, đây là một cái nổi bật nhất và bây giờ các anh không thể chối cãi được. Và bây giờ chỉ cần yêu cầu một cái xe tương tự, kể cả bây giờ đường cao tốc rồi, các anh có đạt được 60 km ở nông thôn không? Đấy là cái điều chúng ta cần phải bàn cãi anh ạ. Vâng. Tôi để Và tôi nhắc lại cái vâng anh vâng cứ vâng xin mời anh Khiêm ạ. Vâng. gửi là thế này này, vụ án số 1 thì nó ra hết thì không cần phải tranh cãi cái đó, giải thích làm gì, đúng không? Nhưng mà ta cứ nói cho dân biết thôi nhá. Dạ Ừ, vâng, dạ vâng. anh Và kia nói đi. vâng, xin mời anh Khiêm ạ. Về cái đoạn clip mà các anh vừa nói đấy, thì tôi nghĩ rằng đây là cái màn kịch giữa Nguyễn Hòa Bình và Trần Hồng Phong thôi. Bởi vì là sau khi được mời phát biểu lần cuối cùng đấy, gút lại đấy, thì anh ta là nhấn mạnh bốn cái chứng cứ Vâng, đúng rồi ạ. mà anh ta cung cấp đấy, là chính lại là mớm lời cho Nguyễn Hòa Bình là kết thúc vụ án, Dạ vâng, đúng rồi ạ. kết án Hồ Duy Hải. Ví dụ như là Đinh Vũ Thường nhìn thấy anh ta bỏ Vâng. lửng như vậy. Thấy cái gì? Thấy thấy Hồ Duy Hải. Vâng. Cái chứng cứ thứ hai là cái xe của bà rưỡi Vâng. này là xe Dream luôn, làm những thông tin. Vâng. Thực ra là Hồ Duy Hải là chạy cái xe Way của bà Dì màu xanh của Dì Len, rồi về mới đổi lại chiếc Dream cao cả thằng đồng nát đấy của ông Dượng Thu. Đây là cái chứng cứ nữa mà ông ta loanh quanh, ông ta nói là có con dao trong bô Vâng. củ. Nhưng cái việc là nói là dân phòng có được phép tham dự cái khám nghiệm hiện trường hay không, anh ta có loanh quanh như vậy, nhưng mà thực ra là anh ta mớm lời cho có bốn cái tình tiết để Nguyễn Hòa Bình kết án tử hình Hồ Duy Hải. Cái màn kịch đó là anh thấy rõ rồi. Sau đó thì ra khỏi tòa thì phỏng vấn báo chí thì anh ta hùng hồn lắm, anh ta nói là anh ta là cãi sanh tử để mà minh oan cho Hồ Duy Hải. Vâng. Thế đây cái buổi cà phê sáng Alo, hôm nay trao đấy, đổi từng buổi cà phê sáng hôm nay thì là cái đoạn thơ mà tình yêu cái thuở mà thanh xuân ngày xưa đấy, tình yêu trẻ con ấy, thì nó lại vấp ngay đúng vào cái tâm trạng buồn của tôi Vâng. trong những ngày mà cuối tháng khi mà dỡ bỏ rào chắn. Rồi là những cái ca khúc về đất phương Nam đấy, rồi hạn sông danh miền Trung nó bão lụt đấy, đang đe dọa cuộc sống của cả ba miền đất nước. Thế thì trong cái tâm trạng như vậy thì tôi cũng chưa kịp sáng tác ra một bài thơ nào, chỉ vài câu thôi. Thế nhưng mà tôi xin đọc ở đây cái bài thơ của Thái Thăng Long mới viết, Dạ vâng, mời anh ạ. trong một bài như viết là thương đau quá rồi, không khóc được nữa rồi. Khi mà 1.500 trẻ mồ côi đó trong đại dịch vừa qua,
Anh viết bài là Sài Gòn ngày cuối tháng. Tức là hôm nay là 10 ngày rồi. Sáng mưa rầm, vẫn nghe tiếng dao. Người bán bánh mì len vào từng con phố. Nhìn mưa, mong chiều gỡ bỏ những rào chắn loang lổ như những vết thương suốt mấy tháng dòng. Bao trẻ thơ mồ côi, không còn nữa. Bao cuộc đời bé thơ, lớn lên không mẹ, không cha. Bao nỗi đau chưa thể đi qua, bao hy vọng, tương lai nào để thấy. Một góc tivi kia, vẫn khoe nấu ăn nhảy múa vui chơi. Giữa rối bời, vẫn tính toán ăn chia và từng khoe xét nghiệm. Ngày cuối tháng, Sài Gòn sang trang, liệu có trở lại bình thường? Qua tổn thương, để lòng người sáng hơn, có nỗi đau, để ta nhìn nhận lại. Tôi ngồi nhìn bầu trời, mây xám dưới mưa, nhìn những bông hoa mới nở dường như tẻ nhạt. Sài Gòn qua đêm nay, có mắt ai cười. Anh viết ngày 30 tháng 9 năm 2021. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh. Cái thông điệp của bài thơ của nhà thơ Thái Lăng Long đã được anh Hoàng Anh Khiêm chia sẻ ở một cái không gian cà phê sáng chủ nhật, cũng đượm buồn với cái giọng ca đất phương Nam, cũng là cái điệu buồn mà cái rào chắn anh vừa chia sẻ được dỡ bỏ, và cũng rơi vào cái điệu buồn của riêng anh trong những ngày tháng vừa rồi. Vâng, chia sẻ với anh cái tâm tư này, chia sẻ với anh cái dòng tâm sự, và chia sẻ với anh cái phảng phất nỗi buồn này, và cũng là cái chia sẻ và chúng ta tạm thời chia tay ở cái buổi cà phê sáng hôm nay không được vui, nhưng chúng ta hy vọng bài thơ sáng tác của kỳ sau gặp lại các quý vị khán giả sẽ chứa đựng nhiều niềm vui, chứa đựng nhiều hứng khởi và chứa đựng nhiều cái thông tin quý giá, và chúng ta sẽ chờ đợi. Vâng, và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị khán giả của buổi đàm đạo hôm nay. Vâng, chào hai anh ạ. Chào anh Khiêm, chào anh Khang, và chúng ta hẹn gặp lại. Chúc hai anh có sức khỏe. Dạ vâng. Dạ vâng. Chúc anh gửi cho tôi những cái